Mời các bạn chiêm ngưỡng. Đây là thác của chúng ta, một thác nước, một công trình vĩ đại của thế kỷ 19. Quá đẹp. Các bạn nhìn chiêm ngưỡng kìa. Tuyệt vời. Wow. Một công trình để đời. Và các bạn thấy không? Bây giờ là cả thành phố là đều có điện luôn. Không cần phải khai thác dầu mỏ nữa. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Dark City. Trước khi bắt đầu video, rất cảm ơn tất cả các bạn theo dõi kênh của mình. Nếu các bạn yêu thích mình, hãy cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nha. Thì ở tập trước các bạn, mình đang xây dang dở cái sân vận động với lại cái đập thủy điện. Thì ở tập này mình sẽ cố gắng hoàn thành nó luôn nha. Rồi, bây giờ cái sân vận động của mình nè. Giai đoạn 3. 1000 một lần lao động. Oh, Bero. It is a terrible shame, it is. Bà đó bà đánh đảo mình hoài ta. Các bạn thấy không? Người dân ở đây nó còn hơn cái quốc mẫu của bên mình nữa. Bây giờ mình sẽ từ từ. Mình xây cái bãi biển. Mình muốn làm chỗ này làm cái bãi biển. Ok. Các bạn biết mình đập gì không? Mình bỏ một số này vô nè. Đấy. Đấy. Quá đã quá. A competitor raised a settlement. Này. Anyway. Mày gì đi. Get some rest. It's going to be a long walk. Quá đẹp. Chỗ này mình sẽ trồng cây lên. Để mình coi coi. 8 phút nữa. Nó về đồng 3. Tập này là nó sẽ xây xong đó các bạn. Bị khan tiếng không? Cây cối đâu rồi ta? Đây. Cây cối đây, cây cối đây. Mình sẽ để một cái bức tượng đây. Đấy. Đây là gì? À, nơi tưới nước.
này 2 ô lận. He's a sort of cake Roy had when first starting out. Bite off the hand that feeds you. Ship was destroyed. Này. Cái này bỏ đi. Sẽ cho nước vô. Fight with the architect then. Cái nhà vô không vừa ấy. Tượng nè. Rồi bức tượng rồi. Ê lộn. Bạn thấy đẹp không? Thành phố hơi bị đẹp luôn ấy các bạn. Tôi nghe cái tiếng gì hết trời. Chỗ này mình sẽ làm một cái vòng công viên che lại. Đỉnh. Chỗ này làm cỏ được. Your island is under attack. Này. Ha, à, sao đánh mình hoài ta? Nghĩ sao đánh mình vậy? Đánh mình miết luôn á. Mình phải nâng cấp mấy cái này lên chứ để đánh mình miết. Coordinates plotted. Ship under attack. Steersman. Fleet embarking. Ship under attack. You can rely on us. Done. Chắc mình phải đuổi ba ga luôn các bạn. Mình phải đuổi ba luôn. Ship under attack. A ship was destroyed. Decks ripped. Chinh phục ba ga luôn. Don't get any funny ideas. Ship under attack. Bắn nó. Ship under attack. Chơi hả bạn? Ơi. Được, mất máu. Mất máu.
không có cản hồi phục hả ta? Xíu nữa. Ờ, nó qua nó chiếm tao này rồi. Xây luôn. Mình xây sao nó đi ha. Đến đây một hòn đảo của bạn. Hòn đảo nào vậy? Ồ, oh, nó đánh bảy hòn đảo này hả? Mình sẽ không có để cho nó qua cái khu này của mình dễ dàng gì đâu. Mình sẽ xây mấy cái này lên. Này, thích thì chơi thôi. Your island is under attack. Ok, đẹp. Bà này làm mình bực quá nha. We shall prevail together. A competitor's island is under siege. Qua đây mình đánh má các bạn. Cho nó mất hết tàu này đi, mình mua mình mua cái tàu ấy nha. Sân vận động sẽ xong rồi kìa. Sân vận động sẽ xong rồi. Đó. No. Các bạn nhìn kìa. Ủa không có điện. Sân vận động nhưng không có điện. Đẹp không? Vậy là chúng ta đã hoàn thành sân vận động. Một cái sân vận động mà phải nói là dành cho một cái thành phố mới rất là đẹp, nguy nga tráng lệ, quá đẹp. Nhưng mà thiếu điện không sao. Bây giờ mình sẽ tiếp tục giai đoạn 3. Cần 1500 lực lượng lao động này. Bao nhiêu phút đây? 30 phút lận. Ok, xây đi. Xíu nữa sẽ có điện thôi, yên tâm nha. Mình làm cái đường này thành cái đường đôi luôn. Đường 3 luôn. Sẽ trồng cây ở giữa. Your city has grown more beautiful. Trong cây giữa. Your island is under attack. Ừ.
not have turned out any better. Nói gì vậy? A competitor's island withstood an attack. À, cái bà này cứ đánh bên ngoài để mình bập bá các bạn. Mình qua thế giới thứ nhất mình bập bá cái. Bạn đợi mình xíu. Mình sản xuất ra thuyền chiến đó. Xưởng tầng hơi nước đây. Thiếu điện đúng không? Dầu đây. Mình không cho bà sống ở thế giới này luôn. Okay. A bold new expedition, Admiral. Đây là nhà máy điện của chúng ta. Đấy. Người dân họ sẽ có điện. Sẽ nâng cấp cái nhà này lên. Từ từ. Không có điện nhưng mình vẫn mua được các bạn. 4. Này là nhiêu này? Tao chơi dầu không cần. Pháo 1-2 đâu rồi. Ôi. Quất. Nhanh lên. Sản xuất điện rồi đấy. Hai dầu hả ta? Ship construct. Chuyền dầu vô. Ship constructed. Rồi. Are starting to get. Xong rồi. Stations. Qua quốc nó thôi. Quốc mấy cái pháo này trước. Chơi với chúng tôi à? Cúp. Nghĩ sao vậy? Your enemy's resistance is crumbling. Chơi chúng tôi à? Seductive charts, very modest.
attention for the Admiral. Không có tuổi nha. Ceasefire has ended. Đang sửa nè các bạn. Nó đang sửa đây. Một, hai, vậy là quá đủ rồi đó các bạn, chứ không phải đơn giản đâu. Nhìn vậy chứ mạnh lắm á. À, cái tháp lửa này ghê lắm. Đấy. Thích thì chơi, vô đây. Chiến thua nào cha, chiến thắng mà. My publishing house. Such a thrill when it pays off. You gained an influence bonus. Your harbor is under attack. Not so long ago, I'd have dealt with this myself. Mình giờ là phải chơi mấy cái này mới được. Do you call it altruism? You lack the guts to carry it through. This is nothing short of a major discovery. Tháp lửa này à, tháp lửa là mạnh lắm. Ship under attack. Mình có nên đuổi bá luôn không ta? Are we still fighting? You make it all up as you go. Để mình sản xuất thêm mấy chiếc nữa. 2, 3, 4, 5. Ship constructed. Ok. Fleet ready. Ship constructed. Mình không thích bá ở đây. À, dám đánh mình hả? Đừng có làm mình bực. Ship under attack. Cái này là phòng không. Little rebellion of yours. I. Ship under attack.
bay qua đây. À, cái ông cướp biển này. Ở đây không có được xây tàu hơi nước các bạn. Để mình coi có được không. Không được, không được. Ở đây không được xây tàu hơi nước. Ship under attack. Ok. Mời các bạn chiêm ngưỡng. Đây là thác của chúng ta. Một thác nước. Một công trình vĩ đại của thế kỷ 19. Quá đẹp. Các bạn nhìn chiêm ngưỡng kìa. Tuyệt vời. Wow. Một công trình để đời. Và các bạn thấy không? Bây giờ là cả thành phố là đều có điện luôn. Không cần phải khai thác dầu mỏ nữa. Tuyệt vời. Bạn nhìn nè. Đấy. Bắt dây điện qua đây liền. Cái kho này bỏ đi. Vì không cần thiết nữa. Đấy. Mình tạm ngừng chiến tranh với thằng kia đi. Bạn thấy không? À. Đường dẫn điện là phải đẹp đàng hoàng. Giờ cả thành phố được có điện rồi nha. Máy đánh chữ chưa có. Boxing với nhà chùa. Boxing đây. Nhà chùa. Nhà chùa, nhà chùa, nhà chùa. Nhà nguyện đấy mà. Ok. Revolution bore fruit. Boxing để bên đây thì hình như bên đây đó đâu cần. Để bên đây hợp lý hơn. Nhưng mà để bên đây cũng được. Cảnh sát này nâng cấp rồi đúng chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Mình cần xây cái bệnh viện. Quá đã, quá đã. Xe đạp chiếu phim luôn nè. Xây cái vũ trường Sapa luôn. Chiều hết mức luôn. Này nhà máy kem rồi. Cho một bãi biển này luôn. Đấy. Giờ sân vận động là có thể là. Vậy vô địch thế giới được các thứ ha. Đẹp quá các bạn. Nói chung là tuyệt vời. Cái DLC này là tuyệt vời. Bị khang tiếng một xíu. Chiếu phim nè. Đẹp quá. Mình sẽ trồng cây lên.
Ok. Đẹp không? Nhìn là u mê liền. Rồi, một cái tượng rồi. This city is a magnet for genius. À. À, trồng hoa thôi. We now have the required permit to expand the campus. Chỗ này mình cũng sẽ làm một cái công viên luôn. Khoan. Rồi xong. Ok. Người dân có chỗ giải trí đồ các thứ. Đập 4 nhà này ha. Xây khuôn viên. Xong. Đơn giản mà đẹp. Mà mình đập cái nhà giữa đây. Này mình đâu cần nhiều nhà đâu. Tại vì hiện tại là quá đủ rồi. Đấy. Đẹp liền. Bên đây mình cũng sẽ làm một cái đây. Bốn ô đúng không? Bốn ô mình sẽ trang trí bên này thôi. Bốn ô. Còn bốn ô ở giữa. Ê. A competitor raised a settlement. Này. Thành phố nó đẹp đẹp làm sao á, đúng không? Rồi. Thì nói chung là bây giờ á mình đã xây được đập thủy điện rồi các thứ rồi. Và tất cả người dân ở đây họ sống là thì ok hết rồi. Và mình đã, cũng đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ ở đây rồi. Thì coi như là mình kết thúc cái chuỗi nhiệm vụ của series của quần đảo này. Cảm ơn tất cả bạn theo dõi video. Các bạn thấy hay thì cho mình một like, một subscribe để mình có động lực làm video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và tạm biệt tất cả bạn. Bye bye.